Cảm ơn Nam Anh rất nhiều ạ. Một giọng ca ngọt ngào đầy nội lực. Và Trinh đoán là diễn xuất của bạn trong phim cũng rất tuyệt vời. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả những điều đó, những khúc mắc, những tình tiết và cả công sức của cả ekip qua phần họp báo ngay sau đây. Mời